bánh tráng cuốn thịt heo đặc sản Quảng Nam. Cô Ký. Ok, bây giờ mình đã đi chợ về một thứ như này. Đây là cải ha, cũng không có giống ở Việt Nam. Chân chân đi. Còn đây là heo, đây là ba chỉ. Đây là rau mình có thể ăn á. Tại vì là hôm nay là bánh tráng thịt heo cho nên là muốn ăn nhiều loại rau. Ba mẹ có thể thoải mái ăn. Để ăn rau Hàn Quốc cả rau Việt Nam. Đây là xoài xanh. Ồ. Ta đi coi chút một lần. Xoài đây hết 100.000, 5.000 cô ơi. Còn đây là đu đủ. Đây là bori con mango. Còn đây là đu đủ nè. Và 5 đô la. Fish sauce. Chỉ cần có chai nước mắm thì ở đâu tôi cũng sống được hết. Còn không có gì chị ớt. Bây giờ người ta ăn mấy cái xanh bự 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 nhưng mà nó không cay. Phải ăn ớt dĩa thiên như này nó mới cay. Mai được ngàn đây mọi người. Rồi xong, rỗng túi. Hết. Còn gì nữa, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu còn chế biến nha. Hôm nay thì Lý sẽ làm cho ba mẹ chuôn bánh tráng thịt heo với lại ram. Làm ram cuốn. Thật sự Lý không có giỏi nên Lý cũng rất là lâu. Không biết là có ngon không nữa nhưng mà Lý sẽ cố gắng. Ok, bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm. Bắt đầu từ đâu? Ông mo nhì, igo cặp hấp phải à? Hấp phải á? Đây. Súp cơm cá. Bố có bắt tớ? Ăn mưa có bắt sữa? Nè, cứ nhăn. Đây. Ông mo nhì, hấp phải à? Papaya, the green, the papaya. Papaya 더 크지 않아? It's more papaya. Just to eat the salad, to make a salad. Like a 태국, the, like a somtam. Make the somtam, the 이거가. Yes, two more. Long tam nosi ạ? Long tam nosi. Oppa đang bảo đu đủ. 야, 오빠가 요리하는 거야? 네가 요리하는 거야? 같이. 야, 네가 요리해 주는 거 아니야? 너와. 아, 왔어요? 뭐야, 또 사과 샀어? 사과요. 리는 사과 안 먹는데. 이거가 600g네? 어, 한 근이네. 오. 엄마? Give me the sambal, the fish sauce. Fish sauce? 이게 뭐해? The pringle. 그거 물 안 해도 돼? 봐봐. 아, 안 되네. 야, 너 바보야? 훌더 베나민. 조금. 어? 뭐 조금 해야 돼. 오빠, 됐어. 오케이, 기다리. 우리가 만들 거예요. 오케이. 감사합니다. 아이스 페이퍼. 어디다 놓을까? 여기다 놓을까? 여기다 놓을까? 안 돼? 근데 이씨 왜 You're not shy? The man I mean the looking this video. This is a man, something. Hey, the bubble. I go back, Lee Dong Ting, Chincha Tare. Can you read Hanka? The animal. Oh, you're not going to be a man. I don't know. I got it. 이거 고마워. 야, 너도 잘해, 리아. 이 꽁가이, 꽁가이. 네. 꽁가이가 여자 아니야? It's a mean the 딸. 아. 딸 and the 여자. 우리 형님한테 내가 얘기하니까 엄마 더 쓸세요. 꽁가리만 드리더라고. 대박 mọi người. 짱짱. 야, 리 잘하네. 리가 혼자 다 했어?
우리 엄마 데이터 더 죽었어요. 알았어. 네가 혼자 못해 이거. 간다. My mom the watching the really surprised because my mom the watching. 아 진짜? 엄마 얘 뭐랬는지 알아? 얘 엄마가 놀랄거래. 얘 집에서 또 한 번 요리한 적 없다고. 엄마가 이거 비디오 보거든. 나 평생 다 했어. 이만큼 하면 되나 기름? 더요. 더. 엄마 이제 용 칼을 넣어요. 너 my family 더 오일이 별로 안 좋아해. 아. 내가 watching. 엄마 일자 3시 안에는 충분해. 그러니까 나 12시에 오후 됐다느냐. 나무 차트피 갖고 와야. bây giờ là mình đã chuẩn bị chiên hết xong cái mẻ ram này rồi nè. Đó, bên kia là mấy cái là mình đã làm xong. Đó đó, mấy con. Nước mắm, một chén nước mắm là dành cho nhà Jun nè, là nó không có cay lắm á, chua ngọt. Còn một cái là thật sự là cay. Thẳng thắn đi. Cái này là của mình. Kiểu 10 ngày rồi mới ăn lại đồ Việt Nam, cảm thấy háo hức vô cùng. Lại là còn là đồ do mình làm. Bình thường ở nhà đâu có làm đâu. Mẹ lên mà xem cái video này chắc xỉu. Kiểu ở nhà đâu thôi. Con gái nó làm bây giờ đâu. Xong rồi qua đây phải tắm tay tắm chân lấy lòng ba mẹ chồng một chút. Ba mẹ chồng chung lao. Mà tới hôm nay là tận ngày cuối cùng rồi mới chịu làm đấy. Ok, mình chiên nấu cái nạm mã này xong mình dọn dẹp lên rồi mình sẽ quay tiếp. Với sự giúp đỡ của mẹ Jun thì mình đã nấu xong bữa này. Pa pa. Ding. Ba ding ta ding. Bánh tráng cuốn thịt heo đặc sản Quảng Nam. 이거 먹으려고 많이 기다렸어요. 다음에 고기? 고기? 맞아? 아 그럼 다른 거 따로. 이렇게? 맞아? 어? 아니야? 그럼 네가 해. 100% wrong. 알았어. 이 접시도 해야 되겠다. 아버님 무슨 아 무슨 야채 좋아요? 이거? 바로 이거? 이렇게 해요. 맛있는데? 이거 망고. 파파야. 돼요? 이거 돼요? 오케이. 그럼 고기. 야 똑같잖아. No. 뭐가 틀려? 오케이. 이거 찍어 먹어요. 썼어. 썼어. 내가 뭐가 좋아? 그렇지. 어떠슈? 우리 욕심이 많은 여사님. 이거 스파이시? 매워요? 이렇게 먹는 거야? 응. 많이 드셔봐. 이거 매워 하면은 됐어. 여기다 숟가락 꼽아야겠다. 됐어. 맛있네. 맛있어. 맨날 이렇게 먹어 그냥.
그렇게 먹어야 되겠네. 아니 엄마 이거를 어떻게 먹냐면은 이런 식으로 이거를 이렇게 이렇게 해서 툭툭툭 털어서 드셔보죠. 어때? 괜찮아? 음흠. 채소 많이 들어가서 괜찮아? 이거 안 매워요? 오늘 못 먹겠다. 리가 그거 갈릴 거. 리는 매운 거 좋아해. 리도 먹어. 괜찮네. 괜찮아요? 맛있어. 스페셜 가도 이렇게 잘 안 나와. 감사합니다. 이거는 나는 이제 거의 이제 맨날처럼 먹는 거야 이게. 내가 보통 이렇게 먹어요. 이렇게 먹으면 괜찮겠네. 네, 이렇게 먹어도 밥 생각 날 때도 있고 뭐 라면 생각 날 때도 있고 똑같아요. 그리고 이제 리아 스프링 롤. 아 스프링 롤. 자 스프링 롤 해봐. 네네네. 이거 어떻게 먹는 거야? 그럼 스프링 롤 이것도 여기다 싹 먹어요? 아니 그럼 이렇게 먹는 거예요. 이렇게 그렇게 먹는 거야? 그래서 저 소스에 찍어 먹으면 돼. 여기다가? 안 느끼하네. 그치? 생각보다 괜찮지? 맛있어. 암석새 맛있어. 네. 이렇게 엄청 넣어. 이렇게 먹어. 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 아, 그럼 các bạn ở video sau. 또 해주세요. Xin chào mọi người, xin chào. Bye bye.